đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Tư tưởng gia Platon đã nói về sự chết như sau: suy nghĩ về sự chết là suy nghĩ về sự sống. Từ sự chết có thể rút ra nhiều bài học dạy ta sống có ý nghĩa. Còn tư tưởng gia Fabre đã nói: tất cả kết cùng để tất cả khởi sự, tất cả chết để tất cả sống. Louis Lavelle thì nói: ai quay mặt khỏi sự chết để tận hưởng cuộc đời thì cũng quay mặt khỏi cuộc sống. Còn Chúa Giêsu Kitô đã hứa ban ơn phục sinh thân xác cho những ai tin vào Ngài. Ngài nói: không ai có thể đến với ta nếu Cha đấng đã sai ta không lôi kéo nó, và ta sẽ cho nó sống lại ngày sau hết. Chúa còn nói: chính ta là sự sống, và những kẻ sống tin vào ta sẽ không phải chết bao giờ. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống này vào năm mùa mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Chọn kiếp này ai theo đường sự sống chọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền vinh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin tim vàng của Chúa yêu thương, ngày giã tư suối tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi.
tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất. Tiên Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cha rồi cho đem hồn. Ước gì em được sống bên Chúa, được vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Và dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô bởi có lời chết. Chúa hắn, ta lấy sự sống ta và thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen tên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, làm đã làm cho Chúa Kitô con của người từ khỏi chết sống lại, và lần cứu độ cho kẻ sống của những người đã qua đời. Chúng ta cầu xin Chúa, trong xoay, sư tiên nhà các tiểu tộc đã tiếp nhận bằng sống chính tử, được hợp đoàn cùng các thánh trên chúng tiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta không thể cầu xin Chúa cho em. Ta đón nhận ơn Chúa Kitô,
là sự sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau đêm. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm mà em đã sai phạm vì sự mỏng giọt của loài người, để em được xứng đáng được hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn danh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang học nhau nơi đây trong niềm tin, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con hiện danh Cha ta sang được Cha chỉ lên như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ những tiêu chúng con cho khỏi sự. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thật giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh em của chúng con đây được chia sẻ vinh quang của Đức Kitô, đấng đã chiến thắng sự chết, và xin cho em Joan được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi các thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả. Khi với lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Cuối xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này để trở nên nhạc đạo cho thân xác em Joan trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô đang được bên vị Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, về hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là đấng làm chủ sự sống và sự chết, là đấng đã hứa tất chiếc thanh tan bao chủ muôn dân, tất tấn thanh nhiệt trở trên mọi nước. Và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn vì Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa đoái thương chúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong gia đình khi mang lấy thì được thân với người qua đời cho những hy sinh và cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời khi mang lấy những tang phục này, những người còn sống liên tiếp trong yêu thương luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi sự tội, sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, con đã rơi đổ sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu mang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng tội nào ai rồi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa ban đưa. Con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông thấy Chúa, những kẻ làm dẫn đỡ Chúa trời đêm ngày hãy trông thấy người cho liếm. Vì người dẫn nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dẫn người hay thầy. Và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ra khỏi tù mù mà được đi yên làm yên. Lạy ơn nơi Chúa Giêsu, Chúa đã ban dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở địa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông và cha mẹ anh em đã hiểu con. Xin Chúa mở cửa
sự sống hôm nay chỉ ai quên rồi mà bao mãi tin lúc con người nằm yên giấc ngủ vẫn nhắm lại rồi là thấy tương lai cho biết người này không còn nương mắt nụ cười con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui sự sống không mãn nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày tròn một kiếp này dù sống hay chết tin còn ngày mai sự sống không mãn nhưng chỉ đổi thay cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai nắng lên rồi thì đêm tan thở mây tím răng trời thì nắng tan đi cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa chẳng có hợp nhau sự sống không mãn nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày tròn một kiếp này dù sống hay chết tin còn ngày mai sự sống không mãn nhưng chỉ đổi thay con trong thời gian thánh thức nghe Chúa trời xin cho che cho mọi lời chúng con biết trong cơn gian nan thiếu thốn đều được đọc xin nhận viên sáng ngang lạy trái tim ngược thánh Chúa Giêsu lạy trái tim ngược thánh thượng nhân gia thánh đức bà Maria lạy thánh Lucia là bạn thân trái đức bà Maria chọn lời đồng trinh Francisco Xavier xin cầu cho Gioan này là thánh Teresa hay đồng Giêsu xin cầu cho Gioan này là thánh Tư Đạo Việt Nam xin cầu cho Gioan xin dân cha và con đạo thánh thần cha nhân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa Tân Quyến, sự ra đi của em Soan là sự mất mát rất là lớn đối với gia đình chúng ta và là một cú sốc. Cú sốc không chỉ với gia đình mà còn với những người ở lại Hoàng Nguyên này. Cùng với cộng đồng giáo xứ, với cha phó, với thầy sứ và hội đồng mục vụ, chúng tôi chân thành thân yêu với gia đình về sự mất mát này. Mặc dù kể từ hôm nay chúng ta không nhìn thấy em Doan bằng xương bằng thịt, nhưng trong niềm tin chúng ta tin rằng em sẽ được về với Chúa, bởi vì Chúa đã đấng để làm thương xót mà em Doan lại là những nằm trong cái diện mà xứng đáng được hưởng vinh quang của Chúa, hưởng sự phục sinh của Chúa. Chỉ phút nữa đây chúng ta sẽ long trọng tưởng niệm biến cố Đức Giêsu phục sinh, và điều này càng cho chúng ta tin tưởng chắc chắn vào tình thương mà Chúa dành cho Doan. Mặc dù vậy thì trong cái nhìn tự nhiên của con người, chúng ta vẫn rất đau buồn. Chúng tôi cần nhiều với gia đình và chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện không chỉ cho em Doan mà cho gia đình. Xin Chúa lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mọi người. Khi xưa kia, Chúa đã lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Maria, của Martha, khi em của họ là Lazaro qua đời. Trong niềm tin, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin, xin Chúa chúc lành cho gia đình và đón nhận linh hồn rồi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang nước Cha chỉ đến. Trời đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chiêu năng đời quan phong Siro Philato chiêu năng đánh trên cây thánh gia chết mà thân xác xuống ngục cô công ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngựa lên hiệu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này ta thánh đồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác mọi người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Giờ sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn bồn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Nữ vương ban sự phần yên, nữ vương ban sự phần yên, nữ vương ban sự phần yên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trong tiếng nhà Cha xứ Phao Lô, kính thưa quý hội đồng phụ, kính thưa các cụ các ông bà, toàn thể anh chị em, cháu của gia đình chúng con không may gặp nạn, Chúa đã cất về làm nên đau thương đối với gia đình chúng con. Cha xứ đang rất thời gian ra làm phép để nhận cho cháu và các lời cầu nguyện chia buồn cùng với gia đình chúng con. Thay mặt cho gia đình, con xin chân thành cảm ơn Cha, quý hội đồng bảo hộ, quý ông bà, toàn thể anh chị em, và xin nhận kính mời các cụ của ông bà dâng lời cầu nguyện để cháu sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Và sáng thứ hai 17:30 thì Cha xứ có dâng lễ cho cháu. Xin nhận kính mời các cụ của ông bà của toàn thể cô dì chú bác anh chị em bước chút thời gian đến gia đình đưa cháu vào nhà thờ dâng lời cầu nguyện và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Và lần nữa con xin hết lòng cảm ơn. Xin đừng quên lãng
ai đâu khác chi mộ kia giữa trời yên vắng. Lối xưa người đi kẻ về, có ai còn giữ lời thề? Nghĩa tình tàn theo lớp sóng, nghĩa trang giờ giấc lạnh lùng. Người ơi hãy nhớ đời ta, vào đời rồi sẽ đến ngày xa từ cùng tay trắng. Con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cuốn.
cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Mắt con chan chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa từ trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia. Con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con. Con xin cha cho phép ba cho linh hồn cho an ta và quay về lại. Ta bây giờ chúng con đã
Tin đức Chúa Trời là Cha, kẻ ta vô cùng dựng lên trời.
chúng con vẫn cầu, mà đưa linh hồn do an chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đơn nữa lòng trên, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng, lòng đau vô cùng lớn nào. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn do an được lên chốn nghỉ ngơi, hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời chẳng đáng vui kẻ vô cùng tham em. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn do an được lên chốn nghỉ ngơi, hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui kẻ vô cùng tham em. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin linh hồn do an được lên chốn nghỉ ngơi, hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đã ngừng trôi, tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo, đi tìm nguồn hạnh phúc. Ở bên kia cõi đời, Chúa đang chờ đợi ta. Hạnh phúc đời sau, sự sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đã ngừng trôi, tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo, đi tìm nguồn hạnh phúc. Ở bên kia cõi đời, Chúa đang chờ đợi ta. Sự sống đã đổi thay,
được biết tin Chúa gọi cháu về với Chúa, anh em chúng tôi hồn thiền nhà xứ Nguyên có thể hương để dâng lên linh hồn cháu và mong Chúa sớm đón cháu về với Chúa như các thiên thần cùng bên Chúa. Kính thưa linh hồn, do kính thưa gia đình Tam Quyến, nhận được tin Chúa đã gọi linh hồn do An về với thật với Chúa. Vậy thì toàn thể anh em hồn đoàn chống nhà xứ Hoàng Nguyên cùng với toàn thể anh em hồn kèn nhà xứ Hoàng Nguyên có tiếng chống tiếng kèn đời kinh để cùng cầu xin Chúa sớm ban cho linh hồn do An được vào hưởng nam thánh Chúa. Cha chúng con ở trên trời, cả sang nước cha chỉ đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tất cả ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin chớ để chúng con tha trước cám dỗ con do hỏi sự lừa mèn như chúng. Bởi bà Maria
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẹ, lấy ơn Đức Chúa Giêsu. Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở địa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em và hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên amen. Kính thưa các ông các bà, đại diện cho hai vụ
kèn và chấm của nhà sứ Hoàng Liên. Cháu của gia đình nhà chúng tôi không may gặp nạn và Chúa đã cứu về. Hôm nay được hai hộ kèn và hộ chấm, mặc dù trong ngày đông nghỉ nhưng bớt chút thời gian đến để viếng và chia buồn với gia đình chúng tôi. Thay mặt cho gia đình và bố mẹ cháu xin chân thành cảm ơn đó các bà đã bớt chút thời gian đến với gia đình. Và xin kính báo với các ông lãnh đạo sáng mai 7:30 để cha xứ nhân dân thống nhớ an táng cho cháu và kính mời phúc các bà 6:30 về với gia đình bốn nước làm chầu nước và đưa cháu vào trong nhà thờ để cha xứ dâng lễ, và sau đó thì đưa cháu đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Và sau khi đưa cháu đến nơi ăn nghỉ cuối cùng thì cũng xin kính mời phúc các bà của Hà Nội quay lại gia đình ăn chầu bốn nước để gia đình mong ngày được cao hơn. Xin được trân trọng cảm ơn. Thank you.
Kính thưa hương hồn, cháu Gioan Lại Xuân Phúc, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2016. Kính thưa gia đình Tăng Quyến, được tin cháu Gioan không may bị tai nạn qua đời. Chúng tôi đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn có vòng hoa tươi, nén hương thơm đến phúng viếng hương hồn cháu và chia buồn cùng Tang Quyến. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em, bạn bè gần xa, kính thưa toàn thể nhân dân đang có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2024, là một ngày đau thương đối với bố mẹ, với gia đình, với bạn bè, với thầy cô, làng xóm. Cháu Gioan Lại Xuân Phúc không may bị tai nạn nên đột ngột tự trần vào hồi 10 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 2024. Cháu đang là một mầm non tràn đầy sức sống, tương lai đang rộng mở chờ đón cháu. Nhưng cháu đột ngột ra đi, âm dương cách biệt, khiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến bạn bè, mọi người vô cùng đau thương tiếc nuối. Với gia đình, cháu luôn là một người con vô cùng ngoan ngoãn, hiếu thảo và lễ phép. Với thầy cô, bạn bè, luôn là người chăm chỉ hòa đồng với mọi người, được mọi người quý mến. Cuộc đời thật ngắn ngủi. Cháu ra đi, bố mẹ và gia đình mất đi một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Thầy cô, bạn bè mất đi người bạn ân cần gần gũi. Núi khóc sông thương, người thân tan nát cõi lòng. Mặc dù cháu đã ra đi, rời xa chúng ta, nhưng sự lương thiện và hiếu thảo của cháu sẽ luôn khắc ghi trong tim mọi người chúng ta. Trước giờ phút chia ly đau buồn này, chúng tôi mong gia đình, người thân nén đau thương, ổn định cuộc sống. Cháu sống khôn, chết thiêng, phù hộ cho gia đình, người thân luôn khỏe mạnh. Nhân dân đoàn kết một lòng, cùng địa phương xây dựng thôn làng ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước bàn thờ, hương bay khói tỏa, để tưởng nhớ đến linh hồn cháu và vĩnh biệt cháu mãi mãi. Chúng tôi đề nghị có mặt mọi người nơi đây, hãy dành một phút mặc niệm vĩnh biệt cháu. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
trần gian, mấy ai biết ngày hợp tan. Hôm qua hỉ hoan, đùa vui hát cười rộn rã, mà nay người đã xa, lời ca nhiều xót xa, phút giây xa thân lụi tan, còn đâu nữa mà thở. Đời sau người
chân đâu chú Ánh ơi, chân để đâu? Cái chân đây rồi. Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cứ vào chiều thứ năm và chiều Chủ nhật, em Doan Phúc lại cùng với các thiếu nhi trong giáo xứ đến nhà thờ để làm giờ thánh, trò chuyện với Chúa và dâng thánh lễ, cũng như tham gia các lớp học giáo lý. Kể từ hôm qua thì em không còn tham gia các sinh hoạt thường niên này nữa. Đây là một sự mất mát rất lớn đối với gia đình, đối với giáo xứ và với cả đoàn thiếu nhi. Hôm nay chúng ta dâng lễ này cùng với em, thánh lễ cuối cùng trong tư cách của một Kitô hữu, của một thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cầu nguyện cho em và cũng cầu nguyện cho tăng quyến và cho cả chúng ta nữa, để chúng ta luôn biết cậy dựa và đặt niềm tin vào Chúa như một trẻ thơ, để nhờ đó chúng ta xứng đáng hưởng gia nghiệp với Chúa trong vinh quang nước trời. Từ lời cầu nguyện của chúng ta, cho em Doan xứng đáng được Chúa thương chấp nhận, chúng ta cùng khiêm tốn xin Chúa tha thứ những tội lỗi và thiếu sót. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Chúa, ngay từ lúc chúng con sinh ra làm người, Chúa đã kêu gọi chúng con sống trọn vẹn một đời bên Chúa. Chúng con những tưởng cháu Doan Phúc sẽ ở mãi với chúng con. Nào ngờ cháu đã vội ra đi, khiến chúng con vô cùng đau khổ. Nhưng chúng con biết rằng, nhờ nước thánh tẩy, cháu đã thành con Chúa. Và chúng con tin tưởng giờ đây cháu đang được ở trên trời. Xin cho chúng con mai ngày gặp lại cháu trong cõi phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa, gió biển vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù. Cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, Người rót cho tôi ly rượu thắm chan hòa. Đầu tôi Người sức dầu thơm nồng nàn. Lòng không lo âu, tuy vào giữa lưới vây quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
đời tôi trăm năm, trong cuộc sống biết bao thăng trầm. Nghìn cõi xa gần, vòng thời gian đưa mãi nhịp xoay vần. Này áo vơi cơm đây bài thơ ươm mơ, này sắc vơi thân mang nặng tấm linh hồn. Đời tôi ôi Chúa hiểu sâu ngọn nguồn. Bao trông gai tin rằng Chúa vẫn luôn an bài, lòng chẳng u hoài chờ bình minh lên dã từ đêm dài. Hạnh phúc cho tôi giữa đời không đơn côi, vạn ly xa xôi có người dẫn đưa rồi. Đời tôi mây trắng nhẹ trôi về trời. Trích sách Khải Huyền. Tôi là Gioan. Tôi đã thấy một đám đông không thể đếm được. Họ thuộc mọi dân, mọi nước, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước con chiên. Họ mặc áo trắng dài, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đứng ngự trên ngai và thuộc về con chiên. Vì thế, họ được ở trước ngai Thiên Chúa và ngày đêm phụng sự Chúa trong đền thánh Ngài. Đứng ngự trên ngai ở giữa họ, họ sẽ không còn đói, không còn khát nữa. Mặt trời và sức nóng sẽ không còn thiêu đốt họ, vì con chiên ngự giữa ngai sẽ thống trị họ, sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ đến nguồn nước sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và người mà con muốn mặc khải cho.
Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ an táng mà chúng ta cử hành cho những người đã qua đời không chỉ là thánh lễ cuối cùng trong tư cách của một Kitô hữu, mà thánh lễ an táng còn diễn tả nhiều ý nghĩa khác nhau trong đời sống đức tin của người Công giáo. Ý nghĩa thứ nhất phải kể đến đó là lời tuyên xưng vào niềm tin, sự sống lại và sự sống đời sau, như chúng ta vẫn đọc trong Kinh Tin Kính mỗi khi cử hành lễ trọng và lễ Chúa Nhật. Tôi tin kính loài người ngày sau sống lại, tôi si tin sự sống đời sau. Mấy ngày vừa rồi, cùng với toàn thể giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta cử hành lễ Chúa Phục Sinh. Khi cử hành lễ Chúa Phục Sinh, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu đấng đã chết, đã chịu táng trong mồ, đã sống lại. Và chính cái niềm tin ấy soi sáng cho đời sống của các Kitô hữu. Và chính niềm tin ấy mang lại hy vọng cho con người mọi thế hệ, hy vọng về sự sống vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa. Ngoài cái lời tuyên xưng đức tin và sự sống lại và sự sống đời sau, thì thánh lễ an táng còn là lời cầu nguyện cho người đã chết. Chúng ta biết rằng khi nhắm mắt xuôi tay thì người ta không thể tự cầu nguyện cho mình, nhưng phải nhờ đến lời cầu nguyện của những người còn sống. Lời cầu nguyện ở đây là lời xin Chúa thương xót tha thứ những tội lỗi và xóa bỏ cái hình phạt mà người đó phải chịu vì tội mình đã phạm. Tuy nhiên, với những em nhỏ như em Doan Phúc ở đây, thì chúng ta không nhất thiết phải cầu nguyện như thế. Lý do là bởi vì mặc dù đã đến tuổi khôn, thế nhưng mà ở độ tuổi của em thì chưa đủ khả năng để phạm tội trọng. Chưa đủ khả năng để phạm tội trọng. Mà khi một người không có khả năng phạm tội trọng thì cũng có nghĩa rằng người đó sẽ được Chúa ban thưởng nước trời. Như lời ca nhận bài lời nguyện nhập lễ mà tôi đọc lúc đầu, giáo hội nói với chúng ta rằng: con tin tưởng giờ này em Doan Phúc đang được ở trên thiên đàng với Chúa. Bởi vì em chưa có khả năng để phạm tội trọng, em chưa phải đón nhận những hình phạt mà thân phận con người phải có vì tội của mình. Hơn nữa, những em nhỏ như em Doan Phúc còn là đối tượng của nước trời. Như bài tin mừng theo Thánh Matthew mà chúng ta vừa mới nghe, Chúa Giêsu bảo rằng: lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Chúa còn nói ở một chỗ khác với các linh mục, với các tông đồ rằng: anh em muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ vậy. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cầu nguyện trong niềm tin của chúng ta. Nhưng chúng ta dám tin tưởng rằng giờ này em Doan Phúc đang hưởng phúc thiên đàng với Chúa. Và em dõi theo chúng ta
những người còn ở lại. Em nhận ra tình thương, sự đau khổ ở nơi tâm hồn của bố mẹ, của ông bà, của những người thân. Và chắc chắn em sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Một ý nghĩa nữa mà thánh lễ an táng mang lại cho chúng ta, đó là lời cầu xin cho chính những người còn sống mà chúng ta quen gọi là tang quyến. Khi mà Chúa Giêsu nghe tin báo Lazaro đã chết, Chúa đã cùng với các môn đệ đến Bethania, và Chúa tới đó không chỉ để phục sinh cho Lazaro mà còn để an ủi Maria và Martha. Chúa đến để làm cho họ vơi đi nỗi đau khổ. Và thánh lễ an táng là lời cầu xin mà nhờ ơn Chúa gia đình biết đón nhận những đau thương mất mát do cái chết mang lại. Hằng giờ này gia đình là những người cảm nghiệm một cách rõ nét nhất sự mất mát, sự chia ly và đau xót. Chúng ta cùng cầu nguyện cho gia đình để xin Chúa nâng đỡ, chúc lành. Qua đó, nỗi đau này sẽ vơi đi cùng với thời gian. Và việc đón nhận những gì đã xảy ra, nó sẽ mang lại niềm hy vọng. Hy vọng vào sự sống không chỉ cho em, mà còn cho tất cả chúng ta nữa. Xin Chúa chúc lành cho những lời cầu xin mà chúng ta dâng lên Chúa hôm nay. Và xin Chúa lau khô những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt của những người thân trong gia đình của em Soa. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng hợp ý dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây: hầu cho linh hồn em Doan Phúc được ơn cứu thoát, và cho những người còn sống được nâng đỡ và ổn an. Lạy Chúa, Chúa đã an ủi gia đình bà Martha khi Lazaro chết. Xin hãy lau sạch nước mắt cho mọi người đang thương nhớ em Doan Lại Văn Phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin cho linh hồn em Gioan Lại Văn Phúc, Chúa đã thương gọi về, được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, ông Chúa. Lạy Chúa, xin cho mọi người trong tang quyến chúng con, khi đau buồn vì thương nhớ em Gioan Lại Văn Phúc, được ơn an ủi và nhanh tìm thấy được niềm vui. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, ông Chúa. Xin Chúa ban mọi ân lành cho những người làm ơn, làm phúc cho chúng con, và xin phù trợ che chở tất cả chúng con vẫn còn đang sống ở trần gian này. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin nhận lời cầu xin tha thiết của chúng con, và xin cho chúng con sau khi từ giã cuộc đời tạm này là được cùng nhau sum họp trong nước Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, gia đình cháu Doan Phúc cùng tới đây dâng lại con cho Chúa, chính đứa con mà Chúa đã ban cho họ. Xin thánh hóa của lễ chúng con dâng và ban cho họ có ngày được hoan hỷ bồng ấm con mình trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa, một mình Người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế, hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tường đông. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thế xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chừa cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lớn và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho được hòa mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô trong chúng con, sẽ không được đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, đây trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô dựng dựng con cho con cuộc sống một đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con để chúng con hy vọng được sống muôn đời. Xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con tin tưởng nài van mà an ủi gia đình cháu Doan Lại Văn Phúc trong những giờ phút đau thương này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, trong khi phủ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta cũng là một phải trung thành sống trong Chúa. Đỡ Chúa là em Doan mà chúng ta đang chôn cất vì xác bị hư nát, nhờ quyền năng Chúa đều sống lại trong các bộ khác, và xin cho linh hồn tôi đỡ Chúa được các thanh và những người đã tin Chúa. Người chi Chúa mở lượng thân tình và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được về làm tù cùng vua muôn đời để đáng hưởng niềm vui bất diệt là một với cộng đoàn các thánh. Xin cho các linh hồn này
lời Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn với em chúng con trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn em Doan sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện và mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đời ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tới Chúa là em Doan Phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
con
sinh ra rồi phải tan sắc màu, khi mùa thu sang rồi lá vàng chợt rơi. Ôi con người là hạt bụi đất, đường Chúa thương cho nên hình hài, vì Chúa thương bao con một ngày, Chúa khoan dung rộng lượng vô biên. Bao năm rồi cuộc đời hy sinh để sống luôn yêu thương mọi người, một đức tin trung kiên tuyệt vời, hãy vui lên hân hoan bước về nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giã tư suối tay nằm trong cát bụi tàn nghe xôn xao trời lời ru êm ái tên Chúa nhân từ chào đón người con sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày tròn một kiếp này dù sống hay chết tin yeah.